Kính chào quý anh chị đang xem video của em là Tú, chuyên review đồng hồ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video tổng hợp hai mẫu đồng hồ của thương hiệu Omega. Cả hai mẫu này thì sẽ có một điểm chung, đó là có chức năng bấm giờ thể thao và sẽ cùng dòng The View Half Vision. Thì anh em có thể thấy toàn bộ những phụ kiện đi kèm như ở đây, và chúng ta sẽ có đó là một cái bao da đựng 4 tấm thẻ của hai chiếc đồng này. Và chiếc đầu tiên đó là chiếc mặt xanh dây thép trắng, thì chúng ta sẽ có mã là 43110425103001. Với em này thì sẽ có size là 42mm, và em vàng khối 18K dây da thì sẽ có mã là 43153425102001. Nếu mà anh em search Google theo hai cái mã này thì chúng ta sẽ có tra được cái giá sản phẩm của hai cái mẫu này. Giá limit của hãng với chiếc mặt xanh khi mà tay em đang chỉ đây, nó sẽ có giá là khoảng tầm 208 triệu. Còn với chiếc vàng khối 18K bên tay phải của em đây thì nó sẽ có mức giá limit của hãng, đó là 670 triệu. Và hiện tại em có một mức giá săn sale cực kỳ tốt với hai cái mẫu sản phẩm này, đó là mẫu vàng khối dây da sẽ có là 318 triệu vàng khối nguyên con, và mẫu dây thép mặt xanh sẽ có giá là 135 triệu. Cả hai mẫu này thì đều là hàng mới 100%, nguyên seal full box, và khi mà anh em mua tại bên em thì anh em sẽ được bảo hành hãng 5 năm và bảo hành soi 5 năm, và em cam kết hàng chuẩn chính hãng, em chịu trách nhiệm mọi trách nhiệm về tình trạng cũng như là những vấn đề liên quan đến mẫu đồng hồ này. Và bây giờ em sẽ cầm cả hai mẫu lên để anh em có thể thấy được hai mẫu đồng hồ này. Chúng ta có thể thấy hai mẫu đồng hồ này sẽ có hai cái phần thân vỏ khác nhau, một chiếc sẽ được làm bằng thép và một chiếc sẽ được làm bằng vàng và trang bị bộ dây da. Cả hai em này thì sẽ có một điểm chung, đó là size 42mm và sử dụng bộ máy bấm giờ thể thao cùng dòng The View Half Vision. Thì em sẽ review nhanh cho anh em về chiếc mặt dây thép, mặt xanh dây thép này trước. Thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thuộc dòng The View này, và em này sẽ có một cái size đó 42mm, và độ dày của chiếc này sẽ rơi khoảng tầm 12mm anh em nhé. Đây là một cái độ dày khá là cao so với các mẫu đồng hồ khác, nhưng với so với một chiếc đồng hồ có chức năng chronograph hay còn gọi là bấm giờ thể thao thì chúng ta sẽ có một độ dày khá là ổn áp so với cái mẫu đồng hồ này. Và em này thì sẽ có size này và độ dày 12, anh em cổ tay tầm khoảng trên 16.5 là có thể đeo được chiếc ở ngoài cực kỳ thoải mái rồi, tại vì đây là một cái mẫu có thiết kế các phần càng này được làm khá là cụp và ngắn, bởi vậy chúng ta đeo lên tay cũng rất là dễ dàng. Em này của em thì sẽ có một cái phần mặt số có màu xanh navy, và cái màu xanh này nó sẽ kiểu màu xanh nhạt, nó không đậm như các mặt số khác. Nó xanh nhạt thì nó mang vốn dĩ, nó là mang đặc trưng của dòng The View rồi. Dòng The View là một cái dòng sản phẩm hướng đến cho anh em một cái phong cách công sở, lịch lãm, sang trọng, và em nó lại được trang bị thêm một cái màu mặt xanh nhạt nữa thì nó lại càng đẹp cũng như là càng trẻ trung hơn. Trên phần mặt số thì chúng ta sẽ có dòng chữ Omega với logo thương hiệu của hãng. Còn ở bên dưới trụ kim chúng ta sẽ có dòng chữ The View và bộ thoát đồng trục coaxial, cũng như là bộ máy sẽ đạt chuẩn cho meter. Trên cái phần mặt số của chiếc này thì anh em sẽ thấy được hai cái sắp dial nhỏ ở góc 3 giờ và góc 9 giờ. Thì hai cái sắp này sẽ là phục vụ cho chức năng bấm giờ thể thao. Ở góc 3 giờ thì anh em sẽ thấy được tổ hợp hai kim được làm chồng lên nhau như ở đây. Thì cái kim dài thì sẽ là bấm giờ 60 phút, còn với cái kim ngắn thì sẽ là 12 tiếng. Chúng ta có thể so sánh hai kim này khi mà chúng ta sử dụng chức năng chronograph. Còn ở góc 9 giờ thì sẽ là cái kim dây của chỗ này, và cái kim chronograph thì sẽ được gắn lên trụ kim chính, màu là một cái kim dài, kim to như ở đây. Và khi mà anh em bấm cái nút này thì cái chức năng chronograph nó sẽ khởi động và nó sẽ đi kèm với hai cái kim này để anh em có thể đo thời gian. Đây là một cái mẫu có thiết kế sang trọng nhưng lại được trang bị bộ máy thể thao. Bởi vậy những cái đường, những cái chi tiết ví dụ như là anh em thường thấy trên bộ máy bấm giờ thể thao, đó là cái phần liềng được chia việc chia các vạch chế độ này, thì Omega họ sẽ không làm cái liềng đó, và thường thì sẽ có 3 sub dial trên các bộ máy chronograph, nhưng Omega họ đã tối giản đi rất nhiều, họ sẽ tổ hợp vào cái sub dial ở góc 3 giờ để cho cái bộ máy cũng như là cái phần mặt số nó sẽ trở lên thanh thoát hơn.
Các phần cọc số của chiếc đồng này thì anh em sẽ thấy được cọc số sẽ được hoàn thiện bởi các cọc số bằng thép và sẽ được Omega họ chế tác kiểu dáng cực kỳ đẹp, và anh em có thể thấy các đường nét, các góc cạnh trên cái phần cọc số này nó cũng rất đẹp, và đây là một cái kiểu phông chữ đặc trưng trên dòng The View Hao Vision mà anh em có thể thấy. Về phần mặt kính thì anh em sẽ được trang bị một cái phần mặt kính sapphire nguyên khối, và đây là mặt kính sapphire cong. Mặt kính sapphire thì nó sẽ chống xước tuyệt đối rồi, và cái phần mặt kính này thì nó sẽ có thêm phủ hai lớp chống lóa lên trên cái phần mặt kính này. Bởi vậy anh em nhìn vào mặt kính của một chiếc Omega thì nó rất trong, và khi mà chúng ta nhìn nghiêng hay nhìn bất cứ một góc độ nào trên cái phần mặt số này mà không hề bị chói mắt hay là bị lóa một chút nào cả. Mặt kính cong thì cũng sẽ mang đến cho anh em một cái phần mặt số nó có chiều sâu hơn, nó kết hợp với phần mặt số màu xanh được Omega họ chế tác trải tia kết hợp với vân cắt mịn. Chúng ta nhìn vào phần mặt số này nó rất đẹp và rất nổi bật ở trên cổ tay. Toàn thân của chiếc này thì sẽ được làm bằng thép không gỉ. Đây là một cái loại thép đặc dụng trong chế tác đồng hồ, nên anh em sử dụng một chiếc đồng hồ thép thì có thể gọi là nó là bền bỉ mãi mãi với thời gian rồi. Chúng ta không cần phải lo về bất cứ một vấn đề gì cả. Ví dụ như mà anh em trong quá trình sử dụng mà vô tình bị va đập làm cấn móp thì có thể mang qua em xử lý lại để cái tình trạng chiếc đồng hồ nó trở về như mới như ban đầu luôn. Cấn móp thì chúng ta có thể bù thêm thép và sau đó sẽ spa lại, đánh bóng lại thì tất cả mọi thứ nó lại về nguyên trạng. Chúng ta sẽ có bên tay phải của em thì sẽ có tổ hợp ba lưỡng của chiếc này đó, và bộ dây. Đây là một cái bộ dây đặc trưng của dòng The View. Chúng ta sẽ thấy được các chỉ nhỏ được đan ở với nhau. Các chỉ nhỏ này thì anh em có thể thường thấy trên các mẫu đồng hồ có thiết kế sang trọng, công sở, lịch lãm. Còn với những các mẫu đồng hồ thiên về thể thao thì các hãng đồng hồ họ sẽ thiên về sử dụng những cái bộ dây có cái mắt to cơ. Còn với bộ dây mắt nhỏ như này thì nó sẽ mang đến cho anh em một cái sự mềm mại và linh hoạt hơn trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Và toàn bộ sẽ được làm thép đặc. Anh em có thấy cái bộ dây thép này được làm rất đặc, em cầm trên tay mà cảm giác rất đầm tay luôn. Phần khóa của chiếc dòng The View Hao Vision Jewel Clasp này thì sẽ có cái phần logo ở mặt khóa được làm bằng vàng 18K. Đây là cũng là một cái điểm nhấn cực kỳ đẹp, cũng như là nó có một cái điểm nhấn ở bên trong cổ tay của anh em. Thì bây giờ em sẽ show cho anh em về cái bộ máy của chiếc này nhé. Bộ máy của chiếc này sử dụng sẽ là bộ máy Omega Coaxial 9300, và cả hai mẫu đồng hồ này thì đều sử dụng cái bộ máy Chronograph như nhau. Nhưng với chiếc đồng hồ thân thép này thì Omega sẽ sử dụng bộ máy 9300, còn với chiếc vàng khối như em đang chỉ đây thì sẽ sử dụng bộ máy 9301. Thật ra thì hai bộ máy này nó y hệt nhau, nó chỉ khác mỗi là trên bộ máy của chiếc đồng hồ vàng khối thì sẽ được trang bị thêm cái củ văng và cấu cân bằng được làm bằng vàng khối 18K. Bởi vậy thì nó sẽ khác nhau ở một cái đuôi số cuối cùng, đó là 9300 và 9301. Và các chức năng cũng như các thông số bộ máy còn lại thì nó sẽ giống y hệt với nhau. Chúng ta có thể thấy bánh xe Columbia như ở đây đó, và bộ máy Omega Coaxial 9300. Thì lát nữa em sẽ show cho anh em về cái bộ máy của chiếc dây da thì anh em sẽ dễ nhìn hơn, và anh em sẽ thấy được hết chi tiết ở bên trong. Thì bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu đồng ngoài nhá. Thì như chúng ta đã thấy, cổ tay của em là cổ tay 16.5 và đeo lên tay size 42 của dòng The View Hao Vision Chronograph. Nó không hề bị to chút nào cả. Nó lên cổ tay em thì gọi là vừa xinh luôn. Anh em cổ tay tầm nhỏ nhất 16.5 cũng có thể đeo được thoải mái. Hoặc anh em cổ tay 16 kiểu tay to tròn thì vẫn có thể chơi được chiếc đồng này cực kỳ thoải mái anh em nhé. Với độ dày khoảng tầm 12mm thì em nghĩ với cái chiếc đồng này là một chiếc đồng hồ kiểu dáng thể thao sang trọng, thì chúng ta đeo theo kiểu hầm hố một chút thì cũng không vấn đề gì cả. Mặt xanh navy cực kỳ đẹp với mẫu đồng hồ này. Mặt xanh thân thép trắng thì nó là một cái option cơ bản nhất cho anh em rồi. Còn ví dụ như anh em thích một chiếc đồng hồ nó nổi bật hơn, nó sang trọng hơn thì có thể tham khảo sang chiếc đồng hồ thứ hai, đó là chiếc vàng khối 18K mà em đang cầm trên tay đây.
Chiếc hoài của em thì sẽ có toàn bộ cái phần thân vỏ này sẽ được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K, sẽ được Omega họ đúc nguyên khối thành cái phần vỏ của chỗ này, và sau đó sẽ được chế tác các đường led phay xước và đánh bóng lên trên toàn bộ phần thân vỏ để tăng cái độ hoàn thiện. Anh em thấy toàn bộ cái phần thân vỏ này, kể cả phần khóa này và củ văng cầu cân bằng cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Đó là một cái điểm rất giá trị, cũng như là nó sẽ mang đến cho anh em một cái vẻ sự đẹp đẳng cấp khi mà anh em sử dụng chiếc này. Toàn thân được làm bằng vàng khối 18K có màu vàng hồng. Chúng ta sẽ thấy được phần thân vỏ mặt trên này sẽ được đánh bóng này, còn hai bên cạnh của phần thân sườn sẽ được đánh kiểu phay xước. Đây là hai cái điểm mà dễ nhiều tiếp xúc khi mà anh em mặc sơ mi, thì chúng ta sẽ cái phần cổ tay nó sẽ tiếp xúc với cái phần cạnh này, nó sẽ gây xước nhiều hơn. Bởi vậy Omega họ sẽ đánh phay xước ở những cái phần này. Còn bên tay phải của em đây thì sẽ có tổ ba lúm như đây. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng chức năng của chiếc này. Thì với chiếc này thì anh em khi mà anh em muốn bấm thời gian một vật nào đó, hay chúng ta đo thời gian, thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút này, anh em có thể thấy cái kim này nó bắt đầu chạy, và sau đó khi mà đến khoảng một thời gian nhất định đã xong việc thì anh em sẽ bấm lại đó, và chúng ta sẽ biết được đây là trong khoảng thời gian từng này và cái việc này nó hết bao nhiêu thời gian. Còn ví dụ như mà anh em không dùng thì anh em có thể cứ bấm cho nó chạy cho sinh động cũng thoải mái, mà cái đấy không sao đâu, tại vì cái tích cót của chiếc này nó cũng rất là dài và cái độ nhạy tích cót của bộ máy này nó cũng rất là ổn. Chúng ta đeo thường xuyên hàng ngày thì cái bộ máy này nó cũng đã tích cót lên được khoảng tầm 90% rồi. Ví dụ như mà anh em muốn cho bộ máy nó đầy cót hơn thì anh em có thể lên thêm cót tay đó. Hoặc anh em có một cái hộp xoay tích cót thì chúng ta cứ để vào trong hộp xoay đó, là cái hộp xoay đó nó sẽ tự động nó lấy cót cho anh em. Anh em muốn reset cả ba kim cho đồ này về điểm dừng đầu tiên thì chúng ta sẽ cần bấm dừng lại cho cái bộ máy cho nó dừng lại, và sau đó anh em bấm bên dưới này thì anh em sẽ thấy được cả ba kim này nó sẽ về số góc 12 giờ ban đầu. Mặt trắng này thì anh em sẽ thấy cái phần mặt trắng nó đi vàng hồng, nó rất đẹp và nó rất dễ phối đồ khi mà anh em đeo bên tay. Còn với khi mà anh em muốn chỉnh giờ thì chúng ta chỉ cần rút ra một lớp sẽ là chỉnh giờ ở trong này. Chỉnh giờ của bộ máy này thì sẽ là chỉnh bằng kim giờ anh em nhé. Đây là một cái bộ máy in-house do chính Omega nghiên cứu và chế tác. Bởi vậy cái sơ đồ bộ máy cũng như là cách chỉnh lịch nó cũng sẽ khác với các bộ máy khác. Bởi vậy chúng ta muốn chỉnh lịch thì chúng ta sẽ phải quay bằng kim giờ. Và rút ra lớp thứ hai thì sẽ là chỉnh giờ ở chỗ này. Đó, rất dễ dàng thôi. Khi anh em đã chỉnh xong thì anh em bấm vào thì bộ máy nó sẽ hoạt động lại bình thường. Còn bộ dây da của trên chiếc này thì anh em sẽ được trang bị một bộ dây da cá sấu màu lâu đen. Bộ dây này thì cực kỳ đẹp và cái phần màu đen nó sẽ nhiều hơn. Lâu đen đi với vàng hồng thì nó sẽ là một cái option hợp với nhau nhất rồi. Một bộ dây da cá sấu cực kỳ đẹp, với cái phần bên trên này sẽ được độn hơi dày một chút, còn bên dưới này sẽ được làm cực kỳ mỏng. Và phần khóa của chiếc này thì sẽ là khóa bấm dấu dây, cũng là khóa bấm chống cặp dây. Cả phần khóa này sẽ được Omega họ đúc nguyên khối thành cái phần khóa này và sẽ được làm bằng vàng 18K. Để chứng minh cho cái phần vàng 18K trên chiếc này thì anh em sẽ thấy được dòng chữ AU750 18K được khắc như ở đây, và chuyện đồ chó trên cân tiểu ly, mã khóa và chuyện Omega. Thì với cái chuyện đầu chó trên cân tiểu ly thì nếu mà anh em tìm hiểu trên các tiêu chuẩn của Thụy Sĩ thì với các bộ máy cũng như là các sản phẩm của đồng hồ Thụy Sĩ mà được làm bằng vàng khối 18K thì sẽ phải gửi đến một cơ quan kiểm định của Thụy Sĩ, và họ sẽ kiểm định vàng trên chiếc đồng hồ đó. Nếu mà đạt tiêu chuẩn thì sẽ được chuyện những cái dấu chuyện đầu chó trên cân tiểu ly này đó, và 750 thì tức là cái phần thân vỏ của chiếc này sẽ có 75% là vàng, và 25% còn lại thì sẽ được các hãng đồng hồ họ sẽ chế tác theo một công thức riêng. Bởi vậy thì anh em có thể thấy phần vàng trên chiếc đồng hồ của mỗi hãng nó đều có những cái màu sắc khác nhau. Ví dụ như mà anh em nhìn bằng mắt thường thì ví dụ nhìn từng chiếc thì sẽ có thể là khá là khó phân biệt.
Còn nếu mà chúng ta để hai chiếc đồng hồ nó cạnh nhau thì anh em sẽ thấy ngay được cái màu sắc nó sẽ có sự khác biệt. Và đây là bộ máy Omega Coaxial 9301 được lắp lên trên chiếc bộ máy này. Chúng ta sẽ có củ văng và cầu cân bằng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Và anh em có thể thấy toàn bộ máy này nó sẽ được đánh kiểu vân hoàn thiện chủ đạo, đó là kiểu vân hình cánh quạt, hình xoáy tròn cực kỳ đẹp. Và Omega thì họ làm máy cực kỳ đẹp với kiểu đề co các chân kính lên trên cái bộ máy này, và các con ốc thì cũng được kiểu làm con ốc sơn đen. Chúng ta có thể thấy cầu cân bằng được làm bằng vàng khối này, củ văng làm bằng vàng khối này, và vành silicon SI14 là một cái bằng sáng chế độc quyền của Omega. Nó sẽ giúp cho cái bộ máy nó bền bỉ và nó sẽ luôn luôn chuẩn xác. Còn thêm một cái bằng chứng nhận nữa, đó là cái bộ thoát đồng trục coaxial, thì chúng ta sẽ có một cái bộ thoát đồng trục. Nó sẽ giúp cho cái bộ máy khi mà điếu cót hay trong bất cứ môi trường nào thì cái bộ máy nó sẽ luôn luôn hoạt động chuẩn xác trong mọi điều kiện. Và bộ máy này cũng sẽ đạt chuẩn cho meter. Chuẩn cho meter là một chuẩn độ chính xác của Thụy Sĩ, và chỉ có 3% bộ máy của Thụy Sĩ mới đạt được cái chứng nhận này. Chúng ta sẽ có một bộ máy sai số cộng trừ không quá 4 đến 6 giây một ngày. Omega thì họ có thêm một bộ máy khác, đó là bộ máy chính xác hơn, có tên là Master Chronometer. Thì cái bộ máy đó nó có sai số chính xác hơn cực kỳ nhiều, sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày so cho cái bộ máy Master Chronometer. Còn với bộ máy Chronometer này thì anh em sẽ có một cái chiếc đồng hồ sai số cộng trừ không quá 4 đến 6 giây. Và anh em nhìn ở góc 1 giờ chúng ta sẽ thấy được cái bánh xe Column Wheel. Bánh xe này thì là một cái bánh xe, là một cái phát minh trên cái bộ máy Chronograph để giúp cho cái bộ máy này nó sẽ có một cái hoạt động nó mượt mà, trơn tru nhất, mà anh em sử dụng nó không hề bị sượng hay là bị bấm một chút, là nó không hề bị sượng một chút nào cả. Tất cả những cái chi tiết hoạt động thì nó đều liên kết với nhau rất là chặt chẽ, cũng như nó rất mềm mượt. Chúng ta có thể thấy ở phần càng sẽ có dòng chữ Omega 18K này. Số series sẽ được khắc ở phần càng bên tay trái của em, và một phần số series sẽ được khắc ở bên trong máy. Chúng ta sẽ có dòng chữ dấu chuyện đầu chó trên cân tiểu ly. Và chiếc loa sẽ là có độ chống nước 100m tương đương với 300 feet. Anh em rửa tay đi mưa nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái nhé. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu vàng khối dây da này. Thì như chúng ta đã thấy, cổ tay em là cổ tay 16 đây. Và khi mà lên tay chiếc vàng khối này thì nó có thể là nó hơi to một chút so với cổ tay của em. Khi mà dây da thì nó sẽ không ôm bằng dây thép. Anh em cổ tay cứ to hơn em là đeo chiếc ngoài thoải mái nhá. Và bây giờ thì em xin báo giá lại cho anh em về hai cái mẫu sản phẩm này. Thì cái chiếc mặt xanh dây thép em đang giao lưu với anh em đó là mức giá 135 triệu. Còn với chiếc vàng khối 18K dây da sẽ có mức giá là 318 triệu. Và hai mẫu này em đang săn tại shop ở Hà Nội. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp tại shop em. Em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà anh em ở tỉnh thành khác mà không thể qua được shop em thì có thể cọc cho em một chút thiện chí thôi. Em sẽ chuyển hàng trực tiếp đến để gặp anh em và giao dịch. Đây là hai mẫu đồng hồ em sẵn tại shop và em trực tiếp review, và em chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm cũng như là cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Vì vậy anh em ở xa cứ thoải mái yên tâm bên em. Đó, bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi. Ngoài ra thì khi mà anh em mua tại bên em thì em có bao quay đầu lên đời trong vòng 1 năm. Anh em đeo thoải mái, chán hoặc muốn lên đời thì cứ alo cho em. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình 0366621996. Và ngoài bán thì em có nhận giao lưu được tất cả các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, ưu tiên Rolex, Omega, Longines. Anh em nào đang cần cơ cấu lại bộ sưu tập thì cứ gửi hình ảnh qua cho em qua Facebook hoặc Zalo đều được. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.